mới đem con tôm hùm về nhà các bạn. Này là đá của nó, đá khô nè các bạn, đá khô nè, đá này nó không có tan. Ừ. Được chứ, để bỏ thằng Đông sau này mình ướp cái gì đó mình để nó lạnh. Nó tan nhưng mà nó lâu hơn. Cái thùng này đựng con tôm Alaska các bạn. Con tôm Alaska nãy mà mình làm cái review ở trong Ion á, thì con tôm nó là lớn nhất của trong Ion rồi mấy bạn. Nó cái bãi á. Con tôm này mua gần 2 triệu các bạn. Con này làm tiết canh với gì ta? Người ta làm tiết canh đó. Có tiết canh tôm. Ừ. Người ta chọt cái bụp vô cái đuôi nó hay gì đấy. Tiết canh tôm cái gì vậy? Chúng ta người ta kêu tiết canh này nó ăn đã lắm nè. À, con Alaska này thì nó lớn nhất Ion mấy bạn. Cái cạn nó bạn ơi, nó mặc con Suka. Cái bà. Ngon. Cái cạn nó bự hơn cái mặt con luôn rồi. Nó bằng cái tay thôi đó. Cái cạn nó to hơn cái tay luôn rồi. To hơn cái tay thôi rồi. Ê, ơi, ơi. Ghê chứ. Mạnh quá. Nó to, cái cạn nó to hơn cái tay. Cái cơ bắp của nó chưa? Cái này đụng vô nó cũng kén à. Cái này nè. Cái nào nó cũng có cái kẹo vô. Nhẹ thôi. Quá. Sợ. Sợ gì sợ, mày to cái đùng mà sợ. Mày giữ lên đi. Tự nhiên mày giục nó sụn ca rồi. Cầm đi. Chết luôn rồi. Con chụp cho. Con làm con chụp. Đúng rồi luôn á. Nhiều đủ làm phần luôn á. Nghe quá. Con chạy gì đó? Ở chơi đã. Mặt buồn vậy. Chụp em đã. Em đã cầm đây rồi. Cầm cái dao đi Suka. Bắt cũng liền đúng không? Rồi, xong rồi. Xong rồi. Chị đâu? Đó không của tôi mà ra. Nó nặng ghê chứ. Anh chị tôi nói nó nghe nó rất nó đã cái còn nghe. Nó chỉ giải vậy thôi chứ nó đâu có gì đâu mà phải sợ. Xuống là lột xô cho nó. Ê! Rồi thôi chứ phía sau cái cây chắc là lột ra. Ốp tôm. Canh tôm đây nè là luộc xô cho nó có má ra nữa. Họ má người họ luộc tiết canh tôm mà. Ừ. Họ đâm đâu đó là nó máu nó chảy ra. Luộc mà máu nó có màu đỏ. Thì nó màu trắng mà. Màu trắng. Luộc nó vẫn đông. Đi xuống luộc. Để chén đi luộc cho để nó quải hết gã hết còn. Nào biết luộc không? Thì đâm nó chết thì chứ sao đâu. Cắt lửa xong rồi bỏ vô sao. Đâm vô cái mỏ nó chứ quá. Rồi luộc rác này, rác nhà quýt lắm. Cái rồi chuẩn bị mình luộc cái con này mấy bạn. Thôi giờ mình kết thúc clip này để chuẩn bị mình luộc nó. Tại vì liên quan tới cái đâm giết á mấy bạn. Nên không có tốt. Thành ra mình ấy rồi mình sẽ làm clip tiếp. Mấy bạn xem mình kết thúc clip ra đi. Đấy. Thì tập sau mình sẽ làm cái ăn cái con này nó như thế nào ha mấy bạn. Rồi tạm biệt mấy bạn luôn nha. Bye.